Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của Bắc Trung Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu nhà cấp 4 mái Thái rất là đẹp, được chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong cho nhà chị Hòa ở Bình Lục, Hà Nam. Và trước khi đến với cái mẫu nhà của ngày hôm nay thì chúng ta cùng quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi một chút. Vâng, đây là kênh YouTube của công ty cổ phần kiến trúc Bắc Trung Nam. Thì các bạn hãy lên trên trang YouTube và gõ vào thanh công cụ tìm kiếm Bắc Trung Nam thì sẽ hiện lên được cái trang YouTube của chúng tôi. Và các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và biểu tượng loa bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái clip nào, một cái thiết kế mới nhất nào của chúng tôi. Và trên trang YouTube này thì chúng tôi có rất là nhiều các cái mẫu nhà, các cái thiết kế mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng. Các bạn hãy lên trên trang YouTube và tìm kiếm các cái mẫu nhà mà các bạn ưng và xem cái phần chi tiết ở bên trong của các cái mẫu nhà này. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với mẫu nhà của ngày hôm nay, nhà chị Hòa ở Bình Lục, Hà Nam. Và mẫu nhà này là mẫu nhà cấp 4 mái Thái được chúng tôi thiết kế trên diện tích của mảnh đất rộng là 1.500 m². Và mảnh đất này được tọa hạ ở Bình Lục, Hà Nam, nhà chị Hòa. Và cái mẫu nhà này chúng tôi thiết kế với diện tích là 135 m² các bạn nhé. Mẫu nhà này là rộng 135 m². Và chúng ta cùng điểm lại với phần ngoại thất và phần kiến trúc của ngôi nhà này. Các bạn hãy để ý, ngôi nhà này thì chúng tôi thiết kế cái cấp để lên ngôi nhà này là 5 cấp. Các bạn để ý nhé, chúng tôi thiết kế là bằng 5 bậc tam cấp đi lên ngôi nhà này, với chiều cao của mỗi bậc là 15 cm. Và tổng cái chiều cao của các bậc là 75 cm. Chính vì thế nên cốt nền sẽ cao hơn cốt nền nhà sẽ cao hơn cốt của sân là 75 cm. Và cái bậc cấp này chúng tôi sử dụng bằng đá kim sa đen đấy ạ, đá kim sa màu đen và đá màu đỏ để kết hợp để ốp cái phần mặt bậc tam cấp này, tạo nên cái điểm nhấn cho cái bậc cấp này. Và ở vị trí của cái bậc cấp này chúng tôi có xây bổ hai cái trụ này và ốp gạch thẻ để tạo nên được cái phần giống như kiểu là cái phần lan can để đi lên của cái sảnh này, của cái sảnh chính này. Hoặc các bạn nếu mà làm bậc cao 5 cấp, 9 cấp thì các bạn có thể, nếu mà bậc các bạn làm cao 9 cấp thì các bạn có thể sử dụng cái phần này là bằng lan can như cái mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế rồi. Đây ạ, ví dụ như cái mẫu nhà nào ạ? Đây, tôi chỉ cho các bạn xem. Mẫu nhà này chúng tôi đây ạ. Như mẫu nhà này. Vâng, các bạn có thể sử dụng cái phần này là đắp phần lan can. Cái phần lan can này thì các bạn sử dụng cái phần con tiện để đi lên thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà với chiều cao của nhà là cái chiều cao của bậc cấp này phải là 9 cấp các bạn ấy, thì sử dụng cái phần lan can đấy nó mới hợp lý. Còn 5 cấp thì các bạn không nên sử dụng cái phần lan can đấy mà chỉ cần xây bố trụ để trang trí cái phần này, đặt hai chậu hoa cây cảnh ở phía hai bên này là đẹp rồi. Hoặc có thể các bạn bố trụ lớn hơn một chút thì đặt hai cái phần tượng nhỏ ở đây. Tất cả phần chân tường của ngôi nhà này chúng tôi cũng sử dụng cái loại gạch thẻ có màu xanh này để ốp cái phần chân tường. Và cái gạch thẻ này thì các bạn có thể mua ngoài thị trường với đơn giá là 135.000 đến 150.000 một mét vuông rồi. Còn tính cả phần nhân công các thứ vào trong đấy nữa, rơi vào tầm hơn 200.000 một mét vuông. Và cái ô cửa sổ này, hai bên ô cửa sổ này cũng là hai bên của có phần cửa mái đây ạ, phần cửa mái này. Thì chúng tôi sử dụng cái phần gạch thẻ để ốp trang trí. Đây là phần gạch thẻ này chúng tôi ốp mạch lớn các bạn nhé, ốp mạch lớn cũng như cái phần chân của hai cái cột sảnh chính này. Nếu mà hai cột sảnh chính này chúng ta ốp to một chút thì cái ngôi nhà này nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà do cái yêu cầu của gia chủ là hai phần cột sảnh chính này, gia chủ không muốn ốp to nhìn nó đồ sộ quá thì chúng tôi ốp nhỏ. Đây là cột 300 300 và dưới chân bổ trụ là 400 400. Và cái phần gạch thẻ này thì các bạn có thể mua ngoài thị trường với đơn giá tầm khoảng 120.000 một mét vuông thôi. Và cái phần phào chỉ, cái phần chỉ cắt chỉ ở phía giữa của ngôi nhà này thì chúng tôi sơn nhấn bằng cái màu xanh để tạo nên cái điểm nhấn cho ngôi nhà này. Và cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là màu kem và màu xanh các bạn nhé. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là màu kem và màu xanh. Cái gam màu lạnh là màu kem, còn gam màu xanh này là gam màu nóng các bạn nhé. Và phần mái của ngôi nhà này chúng tôi thiết kế là phần mái Thái với 3 đỉnh mái các bạn nhìn xem ạ, 3 đỉnh mái ạ. Đây là 3 đỉnh mái ở phần mặt tiền. Và cái phần mái Thái này, mái Thái này thì chúng tôi thi công như thế nào? Phần mái Thái này chúng tôi đổ phần mái bằng trước. Sau khi đổ phần mái bằng này xong thì các bạn sẽ xây thu hồi đỉnh chóp chữ A, xây tường thu hồi, xây bằng gạch. Xây thu hồi xong thì các bạn sẽ đổ cái phần rè đôi mái này. Nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn đổ cái phần đuôi mái này, nó chỉ rộng khoảng tầm 1 m thôi, cả bên trong và bên ngoài. Bên ngoài đua ra tầm khoảng 50 phân, phần đuôi mái này đua ra tầm 50-60 phân và bên trong cũng như thế để cho nó cân xứng. Còn nếu như các bạn muốn đổ mái vát cũng ok, đổ mái vát thì các bạn dán ngói thì chi phí nó sẽ cao hơn. Còn nếu như các bạn làm sử dụng cái phần này, các bạn xây thu hồi và đổ cái phần rẻ đôi mái này bên trong sử dụng cái hộp kẽm để làm vì kèo, thì cái đơn giá của cái phần mái này nó sẽ rẻ hơn. Cái mái này chúng tôi đang hoàn thiện với đơn giá là 380.000 một mét vuông các bạn nhé, sử dụng ngói Bright và hộp kẽm của Minh Ngọc. Còn nếu các bạn mà sử dụng ngói Fuji thì đơn giá của nó sẽ đắt hơn, rơi vào tầm khoảng 480-500.000 một mét vuông, hoàn thiện cả nhân công và vật tư. Còn tất cả cái hệ cửa sổ của ngôi nhà này chúng tôi sử dụng là hệ cửa sổ nhôm PMA. Thì cái hệ cửa sổ này thì cái hệ nhôm PMA này thì nó giá cả nó vừa phải, nó rơi vào tầm 1.350.000 một mét vuông, bao gồm cả phụ kiện, tay nắm cửa và vật tư nhân công. Hoàn thiện một mét vuông cửa sổ cửa đi là 1.350.000 một mét vuông. Còn phần cửa chính của ngôi nhà này chúng tôi sử dụng là gỗ lim Nam Phi. Cái gỗ lim Nam Phi này thì tôi cũng đã giới thiệu đến cho quý vị và các bạn rất là nhiều lần rồi. Chúng tôi đang thi công hiện tại là 2.200.000 đồng một mét vuông cửa chính này, và cái khung bao này là khung kép với đơn giá là 900.000 đồng một mét dài, sơn hoàn thiện, phun sơn hoàn thiện các bạn nhé, cả nhân công lắp đặt ở đây nữa. Vâng, chúng ta cùng đến với lại phần nội thất ở bên trong của ngôi nhà này. Các bạn ý, phần nội thất ở bên trong của phòng khách này thì chúng tôi tất cả là lát bằng sàn gỗ. Sàn gỗ này là sàn gỗ Malaysia dày 12 ly với đơn giá là 220.000 đến 250.000 một mét vuông hoàn thiện. Các bạn để ý phần đơn giá này tôi đã giới thiệu rất là nhiều lần cho các bạn rồi, đúng không ạ? Còn phần ghế, bộ bàn ghế của ngôi nhà này thì do gia chủ tự đứng ra và mua. Còn bình thường nếu như mà chúng tôi đóng thì chúng tôi cũng đóng tại xưởng, hoặc là có thể sử dụng hệ ghế sofa chúng tôi cũng đóng tại xưởng nội thất của chúng tôi. Còn cái ban thờ này thì gia chủ được bên tôi đặt cho là với đơn giá là 7 triệu đồng, bằng gỗ mun các bạn nhé. Cái ban thờ này bằng gỗ mun. Thì bình thường cái ban thờ này chúng tôi đặt cho các gia chủ là sẽ có một ban nhỏ ở bên dưới nữa, nhưng tại vì cái ban thờ này đặt ở phòng khách nên là gia chủ chỉ yêu cầu một cái ban lớn này thôi. Ban thờ này có chiều dài là 2,5 m và chiều rộng của nó là 1,2 các bạn nhé. Ở phần vách của tivi này chúng tôi không sử dụng vách ốp bằng gỗ công nghiệp, mà chúng tôi sử dụng giấy dán tường và tạo một cái khung bằng gỗ công nghiệp đây ạ. Thì cái dây dán tường này đơn giá của nó cũng rẻ thôi. Các bạn mua một cuộn của nó 20 mét vuông thì chỉ tầm khoảng 1 triệu thôi, 1 triệu đồng thôi. Thì các bạn về các bạn có thể tự thi công được. Đấy. Còn phần vách ốp ở phía sau này là một phần là vách ốp, thứ hai là để làm cái tủ trang trí luôn cho cái phòng khách này. Cái tủ trang trí này các bạn có thể để các cái đồ đề cốt ở trên này, để các cái đồ lưu niệm, đồ trang trí ở phía bên trên này. Hệ cửa sổ chúng tôi làm bằng cửa nhôm PMA và có đi cái phần sen hoa bằng inox ở bên trong để bảo vệ. Sen hoa inox này thì các bạn mua ở bất kỳ một cái tỉnh nào thì đơn giá của nó chỉ tầm 100 đến 105.000 một cân thôi, hoàn thiện cả, bao gồm cả nhân công và lắp đặt các bạn nhé. Vâng, cái phòng khách của ngôi nhà này thì chúng tôi sử dụng cái trần thạch cao. Như các bạn để ý, trần thạch cao này chúng tôi sử dụng đèn LED H ở bên trong cấp là đèn màu vàng, đèn LED H ở bên ngoài là màu xanh. Thì cái trần thạch cao này chúng tôi làm như các bạn để ý đây, nó chỉ 2 cấp, nhưng mà đúng ra ở đây nhìn vào thì 1 cấp trong 1 cấp ngoài các bạn nhé. Và cái màu sơn chủ đạo của cái phòng khách này đó là màu sơn màu trắng. Chúng ta đến cái view gần hơn ở trong cái phòng khách này. Thì cái ngôi nhà này là ngôi nhà chúng tôi đã hoàn thiện và đã bàn giao rồi. Chính vì thế cho nên là các cái phần như các bạn để ý, phần hoàn thiện bàn giao của ngôi nhà này là tất cả cái hệ sơn hay là cửa hay là trần thạch cao, tất cả cái view của nó là view thực tế chứ không phải view ở trên 3D các bạn nhé. Để ý, các bạn nhìn kỹ, không các bạn lại bảo là đẹp như trong 3D. Vâng, đây ạ, phòng khách rất là nét, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một gian của phòng bếp ăn. Thì trong bếp ăn này chúng tôi cũng sử dụng cái gỗ công nghiệp MDF có phủ melamin. Thì cái đơn giá của nó sẽ rẻ hơn so với phủ laminate và phủ acrylic. Cái gỗ này thì là gỗ công nghiệp cốt xanh, gỗ chống ẩm các bạn nhé. Chúng tôi phủ một lớp melamin ở bên ngoài. Và đơn giá của cái phần tủ này thì chúng tôi thi công cả tủ trên cả tủ dưới, kích trần như thế này. Thì đơn giá của nó đang là hiện tại là 5 triệu 8 đến 6 triệu 1 mét dài các bạn nhé. Đây là phần tủ hộc để tủ lạnh. Đây bộ cắm để cắm điện của tủ lạnh đấy ạ. Các bạn để ý cái phần tủ hộc của tủ lạnh này thì các bạn phải, trước khi mà thi công các bạn phải biết được cái kích thước của cái tủ lạnh này, kể cả cái phần bàn bếp này để khoét lỗ các bạn nhé. Hoặc là cái phần máy hút mùi này cũng thế. Các bạn phải có kích thước trước của các cái phần này thì các bạn mới thi công cái phần nội thất này cho nó chính xác được. Chứ không đến lúc các bạn mua các cái đồ đấy về mà lắp, hoặc là chúng tôi lắp hoàn thiện thì không sao. nhưng mà nếu các bạn tự mua rồi các bạn lắp lên thì nó không đúng vào trong, không đúng kích thước vào trong cái tủ nội thất này thì nó sẽ rất là xấu. À, cái phần tủ bếp này tôi giới thiệu với các bạn thêm một chút là cái phần tủ bếp này nó sẽ có bao gồm các cái phụ kiện như thế là giá dao, giá thớt. Thì cái giá đây là giá bát đĩa nâng hạ các bạn nhé. Các bạn mở ra thì sẽ kéo cái phần giá này nó xuống dưới này thì các bạn sẽ úp bát lên và đẩy lên. Cái giá bát đĩa nâng hạ này thì có đơn giá đang tầm khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu một cái giá này thôi các bạn nhé. Đấy. Nó bao gồm cả phụ kiện đó là tay nâng Blum rồi piston các kiểu nữa nằm trong đấy. Đây là một không gian của một phòng ngủ mà được các bạn anh em nội thất vừa mới thi công xong đây ạ. Anh em nội thất vừa mới thi công xong và đang chủ bánh lại đây ạ. Cái này thì cái phần tủ nội thất này chúng tôi cũng sử dụng bằng gỗ MDF có phủ một lớp melamin ở bên ngoài và đơn giá của nó là 2.200.000 đồng 1 mét vuông. Cái khu vực này là khu vực để đồ trang trí các bạn nhé. Đây ạ. Cái tủ này để có khu vực này, khu vực để đồ trang trí thì các bạn có thể làm hoặc không làm, hoặc có thể làm vuông vắn, làm vuông kéo ra đây cũng để đồ trang trí được. Cái này tùy thuộc vào sở thích của các bạn nhé. Còn cái hệ cánh này chúng tôi sơn màu trắng, hệ cánh này là gỗ trơn, gỗ MDF cốt trơn, chúng tôi có sơn màu trắng vào. Thì các bạn thích màu gì chúng tôi có thể sơn được màu đấy cho các bạn. Đây là hệ giường. Phần giường này thì chúng tôi sử dụng gỗ công nghiệp MDF, nó có phủ vernier, gỗ công nghiệp MDF phủ vernier, và cái vân gỗ này nó rất là giống với vân của gỗ sồi Mỹ các bạn nhé. Đấy, chúng tôi phủ lớp vernier của vân gỗ sồi Mỹ lên. Và cái phần bàn trang điểm bàn phấn này thì chúng tôi đang bán với đơn giá là 3 triệu đồng một cái. Cái giường này thì là chúng tôi đang bán với đơn giá, giường này là loại giường 1m6 2m các bạn nhé. Giường này là giường 1m6 2m và chúng tôi bán bao gồm cả phần vách ở phía đầu giường này, phần ốp của phía đầu giường này là nguyên vẹn của cái giường này là đang có giá là 5.500.000 đồng một cái giường này. Và cái phần tủ quần áo này thì đơn giá của nó là 2,2 triệu một mét vuông, bởi vì là phần tủ quần áo này là cốt của nó bằng gỗ melamin, bằng gỗ MDF phủ melamin, còn nếu mà phủ laminate thì đơn giá nó sẽ đắt hơn. Cái gỗ công nghiệp này nó rất là nhiều chủng loại, rất là nhiều cái lớp phủ ở bên ngoài, chính vì thế nên các bạn khi mà nghe các đơn vị nào báo giá các bạn thấy rẻ hơn đơn vị của chúng tôi hoặc là đắt hơn đơn vị của chúng tôi, các bạn hãy xem lại cái phần, các bạn hãy xem lại cái phần chất gỗ là cái gì và lớp phủ của nó là cái gì, bạn để ý phần đấy. Đây cũng như thế ạ. Cái phần giường, tủ giường này chúng tôi sử dụng gỗ MDF. Giường này là loại giường mà chúng tôi đóng nó gần như là loại giường thông minh. Có cái tủ hộc ở bên dưới, các bạn có thể để đồ chăn, ga, gối đệm, các bạn có thể bỏ vào trong đây vào mùa đông. Đây ạ. Cái phần giường này chúng tôi cũng sử dụng bằng gỗ MDF phủ melamin và đơn giá của nó cái giường này giường 1m8 2m và đơn giá của nó là 6 triệu một cái bạn nhé. Và tôi vừa mới giới thiệu qua cho các bạn cái ngôi nhà nhà chị Hòa ở Bình Lục, Hà Nam. Và ngôi nhà này có diện tích là 135 m2 hoàn thiện. Các bạn hãy thử đoán xem cái mẫu nhà này với diện tích như vậy, hoàn thiện cả nội thất bên trong, cả phần sân vườn, thì tổng cái chi phí của ngôi nhà này là bao nhiêu tiền? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nếu chính xác được, các bạn sẽ nhận được một phần quà của chúng tôi. Nếu bạn nào comment chính xác, các bạn sẽ nhận được một phần quà của chúng tôi, phần quà kỷ niệm thôi, chỉ giá 200.000 đồng thôi. Và các bạn hãy để lại số điện thoại để nhận cái món quà đấy nhé. Vâng, trước khi kết thúc cái clip này thì chúng tôi giới thiệu lại một chút là các bạn muốn đăng ký thiết kế và thi công trọn gói thì các bạn hãy gọi đến số điện thoại 0788 332626 để được tư vấn miễn phí. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn.